năm 2024-2025, những năm hứa hẹn cho nền kinh tế nước nhà sẽ hồi phục nhanh và phát triển sau đại dịch và việc triển khai hàng loạt các chính sách cải cách của chính phủ. Nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê đang hoạt động cầm chừng và chuẩn bị cho thời kỳ phát triển khi kinh tế Việt Nam hồi phục. Hầu hết họ đều rất cần nguồn nhân lực để tiếp tục hoạt động và phát triển như phụ bếp, bếp chính, bếp trưởng, nhân viên pha chế. Bên cạnh đó, nhiều người không muốn thu nhập bấp bênh vì làm công nên đã chủ động mở quán ăn, quán cà phê, tiệm bánh để kinh doanh riêng. Nếu biết cách thu hút khách hàng, làm nên những món ăn, thức uống đẳng cấp thì có thể cạnh tranh với nhiều đối thủ. Kinh doanh online với cơm trưa văn phòng, cơm tấm, phở, bún, các món ăn vặt, thức uống, bánh dễ dàng mang đi và tiện lợi là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Sau khi đại dịch Covid đi qua cũng như là những cái khó khăn về kinh tế thì làm cho tất cả các doanh nghiệp cũng như là các gia đình cá nhân khi mình đi làm ảnh hưởng công việc rất nhiều và dẫn đến là rất là khó khăn về kinh tế, về thu nhập. Và thì mọi người mong muốn là tìm ra những cái giải pháp, cái nghề để giúp cho mình vượt qua những khó khăn. Thì trong đó thì phải nói là cái nghề ngành ẩm thực là phải ngành rất là tiềm năng để các bạn có thể học và kinh doanh. Đó, thì với ngành ẩm thực thì hiện nay là nó rất là nổi tiếng, ẩm thực Việt Nam là nó được lan tỏa ra cả thế giới và được cả thế giới rất là yêu thích và tạo cơ hội kinh doanh cho người Việt không những là Việt Nam mà trên toàn thế giới. Nghề ẩm thực luôn có sức hút lớn về nguồn nhân lực. Nếu có đam mê hoặc sở thích, bạn có cơ hội học nghề và theo đuổi ngành ẩm thực, nấu ăn, pha chế, làm bánh không chỉ đơn thuần là một nghề mà còn là một môn nghệ thuật cần người am hiểu và mong muốn chinh phục. Nestpay, môi trường đào tạo ẩm thực chuyên nghiệp với hơn 14 năm hoạt động, với đội ngũ chuyên gia và giảng viên hàng đầu trong ngành ẩm thực, giúp học viên học hỏi, trải nghiệm tốt để đạt tay nghề cao trong ngành ẩm thực. Sau nhiều năm nghiên cứu, trải nghiệm chương trình đào tạo nghề tại các nước phát triển như Mỹ, Úc, Nestpay đã xây dựng các chương trình đào tạo mang tính ứng dụng cao vào thực tế. Điều này không chỉ giúp cho học viên nắm vững chuyên môn, chế biến được nhiều món ăn, thức uống đẳng cấp mà còn tạo ra nền tảng kiến thức tốt để học viên phát triển. Và trong quá trình tìm hiểu nhiều trung tâm, nhiều trường thì mình đã quyết định chọn Nestpay. Vì Nestpay có đội ngũ giáo viên giảng dạy chất lượng, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo của trường ấy thì bám sát với thực tế này, là những loại bánh hot phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Về giảng viên tại Nestpay thì đa số các thầy cô đều nhiệt tình hướng dẫn cho học viên, đồng thời là các thầy truyền dạy toàn bộ tất cả những cái kinh nghiệm của mình có. Những thầy đó thì phải nói là họ rất là tuyệt vời, họ chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm của mình. Đặc biệt là ở Nestpay thì các bạn sẽ được thực hành rất là nhiều, để cho các bạn khi mà ra trường thì chúng ta có thể làm cái tay nghề của mình nó cứng hơn. Và cái môi trường học tập thì ở Nestpay tôi cảm nhận là nó rất là hiện đại và thân thiện, cũng như là cơ sở vật chất được trang bị hiện đại, cũng như là trường học thì giống như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy đó. Mỗi lần mình đến mình học tập thì mình thấy rất là yên tâm. Thì trong cái thời gian học á, thì mình cảm nhận là khóa bếp đây rất là chuyên nghiệp. Nói chung giảng viên thầy dạy các loại bếp như bếp Việt hay là bếp Âu, bếp Hoa, mình cảm nhận thầy dạy rất là tận tâm. Mình cảm thấy khóa bếp ở đây rất là ok. Mình cảm nhận là tay nghề của mình là nói chung là sẽ tăng lên rất là đáng kể luôn. Đa số thì mình sẽ nắm được hết tất cả các món, tại vì khi trong quá trình học á, khi mà mình không hiểu điều gì mình có thể hỏi lại thầy, thầy sẽ hướng dẫn rất là tận tình cho mình. Về chương trình đào tạo của trường thì em thấy rất là thiết thực, phù hợp với xu hướng và cũng hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình đưa ra menu cho quán của em ạ. Còn về cơ sở vật chất thì trường cũng đã cung cấp cho bọn em những cái trang thiết bị hiện đại để chúng em có thể đưa ra được những món thức uống đẹp, ngon và hấp dẫn. Cơ sở vật chất được Nestpay đầu tư và cải tiến liên tục nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình đào tạo. Môi trường học nghề thân thiện,
tiện nghi, rất lý tưởng để các bạn học tập thoải mái, tạo hứng thú từ các buổi học. Thì để học nghề về những cái ẩm thực Việt Nam, những khóa học về bếp Việt, những cái bếp quốc tế về bếp Việt thì giúp cho các bạn có thể là nghiên cứu về những cái món ăn vùng miền và những món ăn nổi tiếng đó, phổ biến tại Việt Nam ở những cái thành phố lớn như là Hà Nội, Sài Gòn cũng như là những miền Trung như Đà Nẵng. Đó, các tả các món ở vùng miền các bạn sẽ nắm được để các bạn có thể là có thể đi làm việc cũng như là có thể là mở quán kinh doanh. Đó, thì những cái cơ hội để học nghề và cũng như là kinh doanh trong ngành ẩm thực phải mà luôn mở ra để cho những cái người cho các bạn có thể yêu thích và cũng như có thể các bạn quyết tâm để chọn một cái nghề khác cho mình. Đã có hàng chục nghìn học viên đã học nghề tại Nestway, hầu hết đã thành công, tay nghề vững vàng. Đây là nguồn nhân lực quan trọng cung ứng cho các nhà hàng, quán ăn, khách sạn lớn đang săn đón. Sau khi học xong khóa bếp ở Nestway thì mình rất là tự tin là cái tay nghề của mình là có thể là nấu ăn cho gia đình này, hoặc là ra kinh doanh quán, hoặc là nấu cho các nhà hàng. Với chương trình đào tạo và sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô ở đây thì em tin chắc là sau khi kết thúc khóa bánh này thì em có thể tự mở một tiệm bánh và ngày càng phát triển hơn nữa. Về với những cái lượng kiến thức và những thời lượng thực hành lên tới 90% tại trường Nestway thì Lộc cam kết với mọi người là Lộc hoàn toàn tự tin khi bước ra ngoài làm. Với bất kỳ đề tài nào hay bất kỳ món ăn nào, Lộc đều có thể thực hiện được. Công việc nghề bếp thì cái quan trọng nhất là cái kỹ năng. Và mình cảm nhận là khi mình học tại Nestway thì cái kỹ năng của mình, cái kỹ năng nghề bếp của mình nó được nâng cao rất là nhiều. Cũng như gửi gắm đến tất cả các cái bạn trẻ khi mà tham gia vào học nghề thì hãy chọn cho mình một cái nơi uy tín, chất lượng và nhiều thực hành, để chúng ta càng có nhiều cái thực hành thì chúng ta càng nâng cao được cái tay nghề. Và Nestway là một trong những cái lựa chọn tối ưu cho các bạn trẻ trong cái thời đại hiện nay. Hàng ngàn học viên đã tự tin mở quán kinh doanh riêng trong và ngoài nước, rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh ngành ẩm thực. Tất cả các bạn, mình là Huyền, hiện tại mình đang là chủ quán cà phê Tham Lai. Địa chỉ của mình hiện tại đã đang ở 19 Lê Văn Định, phường Xuế Hoa, thành phố Bắc Ninh. Mình cũng chia sẻ với các bạn là khi mà chuẩn bị lựa chọn con đường này ấy, thì là mình đã lựa chọn Nestway. Học ở đấy cho nên là những cái kiến thức nâng cao ấy, mình có hỏi thầy này, có bổ sung này. Mình đã mở lại cái quán này và doanh thu của mình hiện tại là 4-5 triệu, có hôm là 6-7 triệu một ngày. Đấy, thật sự là cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho mình để mình được học với môi trường tốt nhất. Em tên là Ngô Tuấn Đông, sinh năm 2000. Em là học khóa tổng hợp tại trường Nestway. Theo kiến thức của trường dạy thì em học được và áp dụng được khá là nhiều. Xong em về mở quán thì thấy quán cũng ổn định về khách hàng và thu nhập cũng ổn định. Vâng, thì em rất cảm ơn thầy và trường đã cho em đầy đủ kiến thức và học được một cái nghề để mình ra ngoài kiếm sống cho tự bản thân mình. Và cuối cùng là cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả, đến thầy giáo của mình đã luôn dạy cho em rất là tốt, và tất cả các bạn nhân viên ở đây hỗ trợ em rất là nhiệt tình trong thời gian em học ở đây. Em xin cảm ơn. Cũng chân thành cảm ơn thầy Y, hiệu trưởng trường Nestway đã tạo ra một môi trường và tạo ra nhiều chương trình hay để cho mọi người tới học. Chứ chương trình này rất là hữu dụng để Lộc có một cái kinh nghiệm và kiến thức để đi làm sau này. Bọn em rất cảm ơn trường đã mở ra cho bọn em một cái môi trường để bọn em được học cho mình những cái kỹ năng mới, cho bọn em trải nghiệm thực tế và giúp cho bọn em phát triển hơn về bản thân mình. Rất là cảm ơn Nestway cũng như cảm ơn giám đốc của trung tâm là thầy Y đã tạo ra một cái sân chơi lành mạnh cho tất cả các bạn về đây học tập và có thể ra kiếm được một cái nghề làm việc cho nó ổn định sau này.
Sự thành công của học viên tại Nestway là minh chứng cho một môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện và mang đẳng cấp quốc tế. Với tâm và tầm đi chung, Nestway là bước đệm vững chắc, đáng tin cậy, giúp học viên hiện thực hóa ước mơ, đam mê và hoài bão cho tương lai.